19 mẹo chụp ảnh sáng tạo, bức ảnh Halloween đáng sợ, bức tranh biến thành vật sống. Đây là Photoshop hay phép màu Halloween? Chúng ta có vị khách đặc biệt trong bếp. À, có nhện. Ta không sợ đâu, có chiếc dép tử thần đây rồi. À, nó tấn công kìa, cứu. Jessica thua mất rồi. Nhưng nhờ đó cô bé mắt xanh lại nghĩ ra ý tưởng chụp hình hay ho. Cùng làm vương miện rùng rợn nhé. Gắn chân của con kiến đồ chơi lại. Gắn chúng lên vòng kim loại. Phủ sơn acrylic đen lên trên. Tô các chi tiết bằng sơn acrylic bạc. Cắt đôi con nhện cao su. Gắn bông tai vào. Tô màu đen và bạc cho nó. Vương miện và bông tai hình nhện và kiến. Quá hợp với Halloween. Nàng chính là chúa tể côn trùng. Hãy mời thần chết tới buổi chụp hình. Chỉ là người mặc áo choàng đen. Đặt chiếc ghế đẩu ra, nằm lên đó, giơ chân và dùng chiếc váy để che đi phần chân ghế thò ra. Cô ấy trông như đang lơ lửng trên không vậy. Thần chết tới đoạt linh hồn của cô ấy. Nàng dâu từ thế giới bên kia là ý tưởng trang phục Halloween hay. Nhưng bộ váy còn có thể tuyệt hơn. Thêm bàn tay ma quái. Đặt đèn pin vào dưới váy. Nhờ bạn bè cho tay vào dưới chân váy và không ngừng động đậy. Ồ, đáng sợ quá. Gọi hồn không thành công là bị thế đấy. Có thứ gì ngon ngon để ăn không? Ôi trời, nó động đậy. Xem nào. Vui nhỉ. Vẽ vòng tròn to bằng cái đầu trên miếng cắt tông. Cắt ra. Dùng sơn acrylic đen để tô màu miếng cắt tông. Tô các vệt trắng cho giống đá cẩm thạch. Dán miếng xốp hình tròn có lỗ hổng vào mép ngoài lỗ chui đầu. Làm cho giống cái đĩa. Đậy lồng che lên. Món đầu người chứa nhiều calo quá. Quá là cơ hội chụp hình tuyệt vời. Mau chụp lấy vài tấm đi. Tuyệt. Đăng hình đầu tớ lên Facebook mau lên. Chụp hình với bí ngô khắc hình là ý tưởng kinh điển. Nhưng thế thì nhàm quá. Ai mà chẳng chụp kiểu đấy rồi. Cô nàng mắt xanh sẽ tạo thêm hiệu ứng đặc biệt. Cẩn thận đặt bơm khói vào trong bí ngô đã khắc hình. Quả bí ngô này thở ra khói. Nhìn tuyệt quá. Mấy tấm hình đang bốc hỏa. Cà rồng cũng cần đánh răng. Bạn của tôi có bộ trang phục Halloween rất tuyệt. Chúng ta nên chụp ảnh. Tự sướng kiểu bình thường thì chán lắm. Hãy chụp với gương đi. Bật chế độ panorama và chụp hình ma cà rồng đang cắn cổ nạn nhân. Rồi hướng camera về phía gương. Ma cà rồng rời khỏi khung hình. Trong gương chỉ có hình nạn nhân. Tất nhiên rồi, ma cà rồng không hiện hình trong gương. Mẹo hay thật. Dracula trông chân thật kỳ lạ. Chân ngứa quá. Chân thứ ba ấy. Halloween này tôi biến thành con rết. Tôi mới hỏi mượn thêm đôi chân từ bạn bè để chụp hình. Không tệ. Đừng quên kéo bạn bè từ sau lưng bạn ra nha. Ảnh đẹp đấy. Nhưng chân của cô nàng mắt xanh đang ngủ rồi. Trong nhà này có chuyện rùng rợn xảy ra. À thì... nay là Halloween mà. Chuyện gì thế? Lại có ma.
hay phù thủy đang mở tiệc? Xem nào! Thực ma quái! Có gì ơi! Bình tĩnh nào, là mặt nạ thôi! Vẽ theo mẫu mặt nạ hình dơi trên giấy xốp. Cắt ra! Dán ruy băng vào. Chẳng có yêu ma nào hết, chỉ là cô nàng đang chụp hình rùng rợn thôi. Nàng dùng dơi để làm phông nền chụp ảnh. Vẽ hình con dơi lên tờ giấy đen dày. Cắt ra. Tô màu mắt bằng sơn acrylic. Làm thêm vài con dơi nữa. Ta là nữ hoàng dơi. Quanh ta là các nạn nhân xấu số. Mấy quả bóng trắng đen. Nhìn khuôn mặt dễ thương kìa. Này, người dơi, đừng ngã. Bà bức ảnh ngầu lắm. Cô đóng người dơi rất tuyệt. Dọa bạn bè bằng nhện là trò xưa như Halloween rồi. Nhưng chụp hình với nhện thì hay ho hơn nhiều. Gắn nhện cao su lên chân bạn bằng băng dính hai mặt và nhờ bạn bè chụp hình bạn từ phía dưới. Ưu, tớ bị nhện tấn công này. Bức hình trông rất chân thật. Bạn có muốn sống trong bức tranh ma quái? Hãy treo khung tranh lên cây và nhờ người nâng bạn lên. Treo khung tranh gần chiếc cây và nhờ bạn bè nâng người bạn lên. Nhìn này, tớ đang bay. Trông có như bức tranh sống dậy ấy. Chân dung bí ẩn của cô nàng ma quái. Đáng sợ quá. Nhưng đây là ý tưởng chụp hình tuyệt vời. Hãy dùng bóng của bàn tay trên tường. Cứu, tôi bị quái vật truy bắt. Trông như rạp chiếu bóng vậy. Bạn có thể tự quay phim kinh dị. Mắt mèo là loại filter mới lạ cho bức hình. Thử xem nhé. Phủ sơn acrylic đen lên chiếc vòng lắc eo. Cắt đôi quả bóng bàn. Tô màu. Tạo hiệu ứng chuyển màu. Vẽ con ngươi dài. Làm cho giống mắt mèo. Phủ mạng nhện giả lên chiếc vòng lắc eo và dán mắt mèo lên. Bức hình thật ma mị. Ơn trời, mấy con mắt là giả. Đêm đen giông bão, trong ngôi nhà tối om, có ai đó tắt mất đèn. À, mình nghĩ là cần phải tìm mấy cây nến. Giá cắm nến từ lâu đài Macaron này sẽ rất thích hợp. Phủ sơn acrylic lên giá cắm nến. Dùng cỏ khô và sơn acrylic vàng để tạo điểm nhấn. Gắn mạng nhện và nhện cao su lên trên. Thêm nến màu đen. Thắp nến nào. Giá cắm nến này đen như màn đêm vậy. Rất hợp với Halloween. Nó cũng rất ăn ảnh. Bạn của mình đang chụp mấy tấm hình huyền bí. Thêm chút vẽ rùng rợn đi nào, Jessica. Hôm nay là Halloween mà. Chúng ta cần chiếc váy vintage cho ý tưởng này. Cả bơm khói nữa. Đốt bơm khói rồi đặt nó dưới đất. Đảm bảo bơm đã cháy. Sau đó, bạn có thể dùng vạt váy để che bơm khói. Làn khói màu sắc sẽ thoát ra từ dưới lớp váy. Người mẫu ảnh đẹp quá. Hồn ma từ thời Victoria. Cảnh tượng thật là hiếm gặp.
bức hình trông thật kỳ dị và tuyệt vời. Mấy bạn đang trang trí phòng cho Halloween. Thêm mạng nhện. Cần có chuột nữa. Có nên đặt chúng lên mạng nhện không? Không, đặt lên đầu của bạn bè ấy. Phủ sơn acrylic bạc lên chuột cao su và gắn chúng lên chiếc cặp ghim. Cặp ghim hình chuột rất đặc biệt. Hãy chụp hình nào. Cười lên. Hãy trông như đang sợ hãi. Tuyệt. Gắn hashtag chuột tấn công đi. Bí ngô rất thích hợp để chụp ảnh. Nhưng lần này mình sẽ không khắc bí. Vẽ khuôn mặt ngờ nghệch lên bí ngô. Phần cuốn là chiếc mũi. Đừng quên nụ cười nha. Giờ hãy giơ quả bí ngô lên trước mặt. Mấy bức hình này buồn cười quá. Cô nàng mắt xanh định thay đổi kiểu tóc. Cô cần chải tóc. Đấy là Cyclops sao? Cắt các hình tròn xanh và đen từ các tông. Gắn chúng với nhau để làm con mắt. Vẽ chi tiết móng mắt. Phun sơn trắng lên quả bóng. Gắn con mắt các tông lên. Vẽ các mạch máu bằng sơn acrylic đỏ. Đội tóc giả cho quả bóng. Thắt nơ cho mái tóc. Làm quen với cậu bé mắt xanh nào. Đây là bạn mới của tớ. Nhưng cậu ấy khá ít nói. Rất hợp để chụp ảnh. Đừng nháy mắt. Nhìn thẳng vào camera. Con mắt thứ ba của cô ấy mở ra rồi kìa. Săn sứa biển là ý tưởng mới lạ để chụp hình. Chuyện gì cũng có thể xảy ra vào Halloween. Treo mấy con sứa biển giả lên cây. Cô nàng mắt xanh đang cầm vợt lưới. Sứa biển tới từ vương quốc đại dương để ăn mừng Halloween. Cùng đi bắt sứa nào. Mấy bức hình này rất hợp với chủ đề Halloween huyền bí. Bạn có thích mẹo chụp hình chủ đề Halloween không? Hãy bình luận xem bạn thích kiểu chụp hình nào cho dịp Halloween này nhé! Và đừng quên like video này, theo dõi kênh của bọn mình và nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ mẹo chụp ảnh mới lạ từ Trôm Trôm.